could Trần Kiều Ân xuất hiện hốc hác lộ cả tóc bạc ở tuổi 42. Trước đó, Trần Kiều Ân đăng ảnh phải truyền dịch nhập viện không rõ nguyên nhân. Mới đây, Trần Kiều Ân đăng đoạn video ngắn lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh đi cắt tóc Khác với cương mặt bầu bĩnh trẻ trung trước đây, nàng Đông Phương bất bại khiến không ít người hâm mộ lo lắng bởi gương mặt hốc hác, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một số cư dân mạng còn nhận ra tóc bạc trên đầu của Trần Kiều Ân. Năm nay nữ diễn viên đã 42 tuổi, việc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Trước đó vài ngày, Trần Kiều Ân chia sẻ hình ảnh phải nhập viện truyền dịch. Dù không tiết lộ rõ bệnh tình, song sao nữ cho biết cô phải nằm viện một thời gian. Trần Kiều Ân cũng chia sẻ vì mạch máu quá mỏng nên sau khi tiêm, cánh tay của cô bị sưng phồng. May mắn trong khoảng thời gian nằm viện bạn trai cô là Alan luôn ở bên để chăm sóc, anh cũng tận tình nấu nhiều món ngon để bồi bổ khi Trần Kiều Ân đang bị ốm. Kiều Ân và Alan bén duyên vào năm 2019 khi ghi hình sâu thực tế Meeting to Meet right của Mango TV. Diễn viên từng cho biết bạn trai chu đáo, tinh tế, chăm lo cho cô. Theo Yahoo, Alan chiều trưởng Trần Kiều Ân thường tạo bất ngờ sự lãng mạn cho nữ diễn viên. Được biết, Alan sinh năm 1988 là phú nhị đại, con của người giàu có trong gia đình kinh doanh thực phẩm chức năng, bất động sản ở Malaysia. Anh sở hữu máy bay riêng, bổ sưu tập siêu xe. Alan đam mê nghệ thuật, sở trường vẽ tranh sơn dầu. Cuối tháng 9, Trần Kiều Ân tổ chức kỷ niệm 2 năm yêu thiếu xa theo trang UDN. Đôi tình nhân hẹn hò tại một nhà hàng vào tối ngày 22 tháng 9. Cả hai đều đăng trên trang cá nhân ảnh các món ăn mà họ yêu thích. Alan còn chia sẻ video fan làm để chúc mừng ngày anh và Trần Kiều Ân thành đôi. Trước đó, truyền thông xứ đài còn dồn dập đưa tin Trần Kiều Ân đã bí mật kết hôn đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 42 với bạn trai Allen. Đáng chú ý, người hâm mộ bắt đầu nhận ra dấu hiệu khác biệt mà Trần Kiều Ân cố tình thể hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, nhiều người nhận thấy nàng Đông Phương bất bài rất quan tâm tới hồi hỏa. Cô và bạn trai thường xuyên đi bảo tàng và dành thời gian vẽ tranh. Trên story Instagram, Trần Kiều Ân khoe loạt ảnh cùng song nhắn, ông xã vẽ bức họa tới ba rưỡi. Thậm chí còn gọi Alan là ông Tăng một cách trân trọng. Chính vì điều này mà netizen cho rằng Trần Kiều Ân đã kết hôn. Thời điểm đó, liên lạc với phía đại diện của nữ diễn viên họ Trần, quản lý lại có nhiều động thái ước mở. Không phải đâu, trên đời tư chúng tôi sẽ không phản hồi. Sau đó nói thêm, tương lai chúng tôi sẽ công bố thông tin sau. Lúc này Trần Kiều Ân bất ngờ xóa story viết chữ ông xã luôn. Sau đó, báo chí xứ đài lại cho hay, người đẹp họ Trần và bạn trai kém 9 tuổi thực chất đang trong quá trình chuẩn bị mang thai. Trước đó, người đẹp còn tiếu tiết khoe loại ảnh, đeo một chiếc nhẫn bí mật ở ngón áp út. Sinet đồn đoán và cho rằng chính Trần Kiều Ân đang ngấm ngầm công khai việc cô được bạn trai cầu hôn chuẩn bị theo tràng về dinh. Hai năm trở lại đây Trần Kiều Ân giảm bớt công việc để tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên bạn trai. Người đẹp vẫn cứ thích em luôn tránh né trả lời chuyện hôn nhân đại sự. Trần Kiều Ân từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tưởng xứ đài. cô lưu dấu ấn qua đỉnh mảnh anh yêu em, hoàng tử ếch, họa oại hương. Từ thập niên 2010, cô chủ yếu đóng phim do Trung Quốc đại lục sản xuất như Tiếu Ngạo Sang Hồ 2013, Vẫn Cứ Thích Em, Độc Cô Hoàng Hậu Trước đây, nữ diễn viên cũng từng tâm sự, ngoại hình trẻ trung giúp cô có thể đóng phim thần tượng tình cảm quá lâu đến nỗi nhàm chán. Hầu hết những tình huống lãng mạn nhất trong tình yêu nam nữ, Trần Kiều Ân đều được thử qua trên phim. Trong khi ngoài đời, cô là người mạnh mẽ, dứt khoát, thì trên phim trường, cô thường được giao các vai diễn yếu đuối, ủy mỉ.